Mình có 15 plus để mình thử cho anh em nhá. Đây. Ui, hít rất mạnh luôn. Hôm trước mình có review cái sản phẩm mà bộ sạc không dây QI từ tính này. Thì mình đã test thử trên những chiếc iPhone như là 12, 13 và 14 rất là ok. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái bộ sạc này có sạc được cho iPhone 15 hay không. Đây là mình bóc luôn một cái mới ra. Ở đây là chúng ta sẽ thấy có cái lớp ganti, chúng ta lột ra nhá. Đây này. Chứ không thôi là nhìn nó sẽ nhám nhám, chúng ta lột ra là nó hít sẽ được chắc hơn. Đó, chúng ta lột ra. Sợi dây này của em sạc này thì mình thấy là nó dài cũng khoảng 1 mét đấy, rất là thoải mái và có đầu cắm vào nguồn là đầu si. Đây là chắc chắn là chúng ta sẽ cắm vào một cái củ nguồn si. Đây, mình cắm vào thì mình thử cho anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn trên 15. Ở đây mình có 15 Plus này. Đây. Ui, hít rất mạnh luôn. Hít rất mạnh và sạc luôn anh em ạ. Đó, rất là ok la nhá. Về cá nhân của mình đánh giá thì mình thấy cái bộ sạc này rất là ok la và giá bán thì cũng rất là rẻ, chỉ có hơn 100. Anh em nếu cần cái bộ sạc không dây này thì hãy bấm vào giỏ hàng góc trái ở đây để đặt nha.